Vâng, xin chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Nam Tép nhé. Hôm nay bên cửa hàng Nam Tép về được 60 con vàng thương hiệu ETC, model là HC99, một cái thứ dòng vàng cực kỳ là hay hiện nay trên thị trường, một cái thương hiệu đến từ Mỹ, hàng ETC của USA các bác nhé. Model là HC99, cái model này là model khá là cao của dòng HTC. Nếu như bác nào mà đã để ý thì trước đây em có bán cái lô là HC8, HC8 thì coi đời nó sẽ thấp hơn. Thì trước khi đi vào chi tiết của cái lô vàng này thì em cũng xin nói luôn cái giá của cái lô này, đấy là 1.900.000 đồng, chưa bao gồm phí ship và chưa có phụ kiện các bác nhé. Giá tại cửa hàng là 1.900.000 đồng. Vàng này thì không cần phải quảng cáo nhiều, thứ nhất là về sử dụng thì nó quá đơn giản để chúng ta sử dụng, và cài đặt nó cũng rất là đơn giản để chúng ta để cài đặt, cũng rất nhiều các anh em bán trên chợ đã hướng dẫn cài cái con vàng này, nên mà các bác mua về sẽ là rất là dễ sử dụng, không có cần phải gọi là khó khăn trong cái vấn đề mình cài đặt, tức là mình có thể xem video và mình chỉnh được con vàng này, mà nó rất là dễ chỉnh, dễ xài, dễ chỉnh, và tiếng thì con này thì thôi rồi, em rất là hay. Thực sự là lần trước em bán cái con HC8 của, tức là đời cũ hơn đời của dòng này, thì khi mà em bán, tức là em bán lúc khi mà em test cái con vàng, em phải công nhận là cái tiếng của nó cực kỳ là hay, và phải nói rằng là chúc mừng những cái bác nào mà trước đây đã mua được những cái dòng vàng của HTC này, thì đây là một trong những con vàng mà phải nói là tiếng quá hay luôn, mà giá nó rất là hợp lý. Đó là con vàng này, thì cam kết các bác là bao hay, tất cả những cái hàng đi thì bên em đều đã cài đặt. Ngoài ra các bác muốn cài đặt thì có thể là xem những cái video hướng dẫn ở trên kênh YouTube, rất nhiều anh em đã hướng dẫn trên đó. Bên em chỉ lưu ý cho các bác một số cái lưu ý để chúng ta khi sử dụng cái này để tránh trường hợp bị khó. Vừa rồi là bên em đã rất nhiều khách là phàn nàn là hàng bị khó và bắt bên em bảo hành, thì thực ra cái này nó không phải lỗi bên em, lỗi do các bác không biết, các bác nghịch và tự các bác khó. Thì em sẽ lưu ý cho các bác một số cái điểm để chúng ta tránh trường hợp là chúng ta nghịch vào cái chỗ đó là nó bị khó, khó mật khẩu. Thì các bác phải, tức là các bác khó thì các bác phải tự mở thôi, giống như iPhone ấy, các bác đặt mật khẩu thì các bác phải tự mở thôi, chứ bên em không thể mở được. Đó là cái nói trước cho các bác để em lưu ý như thế. Thì cái lô sản phẩm này thì bây giờ em sẽ đi chi tiết, thì cũng rất nhiều các anh em đã giới thiệu rồi, thì em cũng giới thiệu sơ bộ lại thôi, không cần phải đi chi tiết. Độ chất của nó thì nó đã có thừa, giá thành của nó sẽ cũng đã có thừa rồi, thì em chỉ nói sơ qua thôi. Mặt trước của con vàng số này thì khá là đơn giản, 3 lỗ cắm mic phía trước và 2 lỗ cắm phía sau, tổng cộng là 5 lỗ các bác nhé. Có nút volume to nhỏ ở đây phía trước, màn hình hiển thị thông số. Nó chỉ có 2 dãy để chúng ta cài, một là dãy cài phần nhạc và một dãy phần mic. Mic thì bao gồm cả effect, cả reverb gì trong này hết. Và cái này là phần to nhỏ hoặc là cánh trái cánh phải thôi. Toàn bộ cái sản phẩm này thì nút của nó là nút đều là bằng nhôm các nhá. Bằng nhôm. Lô này thì có một số con nó trong cái lô này, thì trong quá trình vận chuyển nó về đây nó bị mất 7 con. Là nó bị vỡ mặt kính như thế này các bác này. Đây nó vỡ. Một số con này nó cũng khá là nặng, nó như thế này. Đấy, nó vỡ như thế này. Mất 7 con, tức là mất hơn 10% rồi đấy. Trong cái lô này thì bên em sẽ bán, những bác nào lấy con vàng đó, bên em sẽ bán bớt cho các bác 400 ngàn đồng, là bên em lấy cho 1.500.000 một con vàng này. Nó chỉ vỡ cái này, về các bác cắt cái kính khác, các bác thay vào đây thôi mà. Kính mà cắt cái miếng mica ấy, cắt vào để mà tiện thì em cũng làm luôn cho, nhưng mà em cũng bận quá, em không có thời gian. Thì các bác cắt cái mica, các bác thay vào đây, thay cái kính vỏ này là xong. Còn không để dùng thì vẫn ok, phía trong này nó còn một lớp kính nữa. Này chỉ là lớp kính bên ngoài thôi. Thì những cái kính này bác nào mà lấy thì cũng là giá 1.500.000, bớt cho các bác 400 nhé. Về phía sau của nó, phía sau của nó thì con này nó trang bị đó 4 cổng tín hiệu vào. Đây DVD, VR, BGM, CD. 4 cổng này chúng ta đủ để chúng ta kết nối những cái tín hiệu ăn chơi gì là tuyệt ga luôn nhỉ. Ví dụ như là điện thoại, tivi, laptop, đầu máy gì đấy chúng ta cắm vào đây. Con vàng này nó rất chi là hay,
cho các bác dùng cầm ly là nó có cổng đây tín hiệu ra bằng hoa sen, các bác cắm ở đây cũng được và cắm đây cũng được, tín hiệu như nhau. Con này cũng có một cái hay nữa là tín hiệu sấp cũng ra bằng cái này, center ra này. Ngoài ra con này còn có cả cổng surround này các bác nhé, tức là con vang này tức là nó là 6 cổng ra các bác nhé. Nó giống như dòng X5, X6, X8, X10 đấy, hoặc là những cái dòng vang cao cấp là nó có 6 cổng ra, thì con này nó cũng là 6 cổng các bác nhé. Nó hai cổng cần đồng thôi, tuy nhiên nó vẫn ra đầy đủ 6 cổng, đó là led right, surround, center và sub. Cho nên mà con này là đời cao các bác nhé. Con vang này thì mỗi con vang phía sau nó đều có một cái số seri riêng này. Đấy. Số seri theo con vang, không có số mỗi vang nó sẽ con vang nó là một cái số các bác nhé. Hàng lô hàng này thì đây các bác xem toàn bộ là những cái nào mà xấu thì em cũng nói, cái nào đẹp thì em nói đẹp, cũng không phải là bán hàng hầm bà là gì cả. Cái nào đẹp thì giá nó đẹp hơn thì bán giá đẹp, còn cái nào xấu thì bán thanh lý. Nó sẽ có một số cái điểm như chảy chảy thế này, đây là ít, còn đây là đây này là bẩn này. Đấy, cũng không, nói chung là tương đối 80%, nói chung là nhận xét như thế. Bây giờ em sẽ hướng dẫn cho các bác một số cái lưu ý khi chúng ta cài con vang này thì như thế này. Hàng trước khi đi thì em đã cài rồi, tuy nhiên là các bác cứ về hay mút nghịch thì em sẽ hướng dẫn cho. Đây cái phần đây là phần mũi xích này, thì chúng ta cứ ấn vào đây, muốn cài cái gì chúng ta cứ việc ấn hai mũi tên này thôi, ấn lên ấn xuống nó thay đổi, và muốn thay đổi chúng ta ấn cái nút này. Đây 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 là tay tông nhạc này, đây là tín hiệu vào trái cộng phải này, cổng vào này, báo một DVD VR đấy, nó có 4-5 cổng đấy. Thường thường em cài sẽ để cho các bác chế độ auto, đây tức là cắm cái nào cũng được. Tiếp theo đây là EQ, đây là tép này, đây là chung này, đây là phần chung nữa này, đây là phần chung tiết này, chung cao đấy, đây là bát này, đấy đây là cấu hình, muốn lưu cấu hình nào, đấy còn đây là sâu rao này, chúng ta cũng thế. Đấy, nó cũng có cài sâu rao đấy. Đây là cân bằng loa trái loa phải, giới hạn mic. Đây, cái phần này em cực kỳ lưu ý cho các bác, cái phần này các bác không được nghịch với cái phần này nhé, bắt buộc nhé. Các bác đặt như thế nào thì các bác phải nhớ. Nhiều bác về đến đây không biết cái phần này là cái gì. Đây, các bác đặt mật khẩu 1, 2 gì đó, giả sử đặt số 1 đây, bấm đại cái cũng không biết là cái gì cả, bấm xong cái là lưu lại, xong là lần sau nó khóa luôn, không biết mật khẩu là cái gì đó. Cho nên mà các bác cái phần này là em sẽ không cài các bác nhá. Tất cả các vang đi em không cài mật khẩu khu này nhá. Còn bác nào mà cài vô mà bị khóa là em không chịu trách nhiệm cái khu này. Em nói trước, tại vì là các bác rất nhiều các bác về các bác bấm mật khẩu các bác đặt thì các bác phải nhớ thôi ạ. Chứ còn em không thể mò cho các bác được. Tuy nhiên là kinh nghiệm của bên em thì cái mật khẩu nó thường thường các bác chỉ đặt từ 1 đến 10 thôi. Nó có 4 số nhưng mà chúng ta các bác không biết, các bác cũng chẳng bao giờ đặt sang xa thế này. Chỉ cùng lắm 1 đến 2 3 4, nhưng bác nào mà muốn đặt số nào thì bác phải tự mò số đó thôi. Đấy, nó tự nhập cái số của mình vào thôi. Thì ví dụ bây giờ em nhập lên đây số 1 đi. Đấy. Bây giờ tí này em lưu nhé, bây giờ em lưu này. Em lưu đây. Em lưu lại. Lưu chúng ta ấn cái nút này, này giữ lúc này, thấy nó lưu đấy. Đấy. Bắt cuộc này. Enter bắt cuộc đấy, bây giờ đấy. Bây giờ nó đòi bắt cuộc này, bây giờ chúng ta phải nhập số 1 vô. Không. Đấy. Họ nhập số 1 vào, đấy và để tự nó mở. Đấy, nó là mở. Đấy đúng không? Mà muốn xóa đi thì chúng ta lại vào cái phần này. Và chúng ta nhập lại số này, chúng ta phải để hết cả mấy số 0 đấy, để về số 0. Thế là xong, và chúng ta lại lưu lại. Tức là để 4 số 0 là không đặt. Phần mic này cũng thế. Phần mic này, đây là phần mic thì chúng ta cũng cứ ấn bên này thôi, những cái thay số với nó. Thì cái này là cũng anh em cũng hướng dẫn rất nhiều rồi, em cũng không cần hướng dẫn lại vì con này nó rất chi đơn giản thôi. Nó chúng ta chỉ việc bấm lên bấm xuống và chúng ta thay đổi thôi. Các bác có thể tự cài đặt được con vang này. Nếu như bác nào mà muốn khóa mà không đặt mật khẩu, chúng ta ấn nút dấu cộng là chúng ta giữ lúc là khóa, thì không có ai nghịch vào đây được. Đấy, đây là khóa, này là khóa khác nhé. Khóa này là khóa không có mật khẩu, còn cái khóa mật khẩu kia mới là cái khóa nguy hiểm kìa. Cái này lúc khi nào chúng ta muốn mở ra thì chúng ta chỉ việc ấn nút này và chúng ta giữ thôi là nó sẽ mở. Đấy, nó là mở đấy, và chúng ta có thể cài được bình thường. Đang khóa này, phải giữ lại, giữ một lúc nữa. Này
Rồi đấy, nó đã mở khóa và chúng ta có thể bấm được đấy. Như thế thôi. Nó lại em lưu ý các bác, đặc biệt là cái chỗ đặt mật khẩu là chúng ta lưu ý như thế. Tránh trường hợp là các bác bấm đặt mật khẩu rồi rất chi là khó cho bên em cả và khó cho cả bên các bác nhé. À, xin nhắc lại các bác, giá của con này là 1.900.000 đồng nhé, chưa bao gồm phí ship và chưa bao gồm phụ kiện. Các bác lấy phí, lấy phụ kiện và lấy những cái phí ship thì các bác liên hệ với em. Phụ kiện thì là 100.000 một bộ dây hàng xịn, còn phí ship thì tầm 50.000 đến 70.000 các bác, tùy theo khu vực ạ. Thì vâng, em xin kết thúc video tại đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác nhé.